Thi Pháo cánh trái, Quá Hà. Đây là nước cờ mà Dương Cao Lân dùng đối phó với Vương Gia Lương năm 1982. Đến đây, đen có hai cách đi quân. Một là xe 4 bình 2 và hai là pháo 2 bình 1. Cách đi nhất của đen, xe 4 bình 2. Đen xe 2 tiến 5. Đổi lại, đen phải đi sĩ 4 tiến 5. Cờ đen chờ xe 1 bình 3. Cờ đen có thể tranh hoành với đỏ được. Như đen xe 2 tiến 5. Đỏ bình xe mời đổi. Đổi lại, như đỏ đi xe 7 tiến 2. Cờ đen tiên thủ. Đỏ xe 7 bình 8. Đen nổ tốt. Đổi lại, như đen đi xe 4 bình 3 ăn thôi. Hai bên ngang thế. Như đen nổ pháo đỏ đánh tốt. Mỗi bên có cái hay riêng. Mời bạn xem lại cách đi quân này.
mỗi bên có cái hay riêng. Cách thứ hai của em là có hai bình bốn. Đây là nước cờ nhằm duy trì tình thế phức tạp. Đỏ lùi xe, dùng chiến thuật dĩ dật đại lao. Đổi lại, như đỏ nhảy mã phản lên hàng. Đến đây đem hai khả năng đi đem đi mỗi bên có hai riêng. Còn như đen ăn pháo đầu, hai bên ngang thế. Đỏ xe 7 lùi 1. Đỏ lên xe hà, hình thành báo vương xa. Đổi lại, như đỏ đi tượng 7 đến 9. Hai bên ngang thế. Cái đỏ xe 6 tiến vào. Lên sĩ là nước cờ dùng chiến thuật bỏ trước lấy lại sau. Đen lộng pháo đầu lên tốt. Đổi lại như đen ăn mã.
Cờ đỏ, ưu thế. Đen, tháo năm tiến năm. Cờ đen có thể tranh hoành với đỏ được. Mời các bạn xem lại cách đi con này. Cờ đen có thể tranh hoành. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận Thuận Tháo.